Dobrý den. Xin chào tất cả mọi người. Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã học từ vựng về các loại hoa quả đúng không nào? Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang các loại rau củ. Vậy các bạn đã biết hết những loại rau củ mà mình thường dùng để nấu ăn bằng tiếng Séc chưa? Hãy cùng Tam Gia Scola học ngay thôi nào! Pašitka, pašitka, rau hẹ. Petržel, petržel, củ mùi tây. Porek, porek, tỏi tây. Rajča, rajča, cà chua. Okurka, okurka, dưa chuột. Česnek, česnek, tỏi. Cibule, cibule, hành tây. Brambora, brambora, khoai tây. Zázvor, zázvor, gừng. Dýňa, dýňa, bí ngô. Kapusta, kapusta, bắp cải xoăn. Kedlubna, kedlubna, su hào. Kopr, kopr, thìa là. Kšan, kšan, củ cải ngựa. Kvietak, kvietak, súp lơ. Mata, mata, bạc hà. Mrkev, mrkev, cà rốt. Paprika, paprika, ớt chuông. Fazola, fazola, đỗ. Řetkev, řetkev, củ cải. Řepa, řepa, củ dền. Řetkvička, řetkvička, củ cải đỏ. Cuketa, cuketa, bí ngòi. Brokolice, brokolice, bông cải xanh. Špenát, špenát, rau chân vịt. Zelí, zelí, bắp cải. Champignon, champignon, nấm mỡ. Celer, celer, củ cần tây. Video đến đây là hết, nhưng từ vựng về rau củ bằng tiếng Séc vẫn chưa hết đâu. Trong video tới, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này, nhưng sẽ đặc biệt hơn đó. Các bạn nhớ theo dõi Tam Gia Scola để học thêm tiếng Séc nhé. Còn bây giờ, Naskledano!